Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ của thông tin xuất khẩu tốt và tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung, giá bông sợi kỳ hạn tháng 3 năm 2020 trên sàn New York đã tăng lên trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể là giá bông đã tăng 1,96% lên mức hơn 34 triệu đồng một tấn. Tại Việt Nam, thì theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 11 tháng ước đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết là đơn hàng từ các đối tác hầu như dè dặt hơn và giảm so với năm 2018.